Em cái này người ta gọi là phá lấu gì em? Phá lấu chiên á. Phá lấu chiên cả nhà. Còn bên đây là phá lấu mình nấu bình thường. 7 chén với lại bao bánh mì. Nani? Omae wa mou shindeiru. Em ăn 8 chén. 8 bánh mì. 8 chén với 8 bánh mì. Bé Hân bữa giờ phá cái lùng mấy người đó. Chắc là bé Hân sẽ phá hết. Hôm nay bé Hân sẽ ăn 8 chén phá lấu và 8 bánh mì nha. Nhưng mà theo anh thấy cái này nó sẽ căng hơn 10 bánh mì thịt đó em. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Và cả nhà ơi, Dương Ba mới vừa ăn xong bún bò rồi thì nhích lên một xíu nữa là sẽ đến ngay một cái quán phá lấu ở trong một con hẻm. Mà không biết là bé Hân có biết một điều là đây là được gọi là hẻm phá lấu luôn không? Phải hả? Tại vì từ khi mà mình vào được đầu hẻm ở ngoài vào á, có thể là mấy quán kia là bây giờ người ta chưa bán, nhưng mà tới giấc chiều tối là tính ra là cũng phải 5-6 quán á, trong một con hẻm này thôi nè. Đó thì mình cũng quay là một cái quán phá lấu mà trước kia em Dương Duba đã có một cái kỷ lục ở đây rồi. Kỷ lục của Dương Duba là gì Dương? 7 chén anh. Và mấy ổ bánh mì? 3 ổ anh. 7 chén và 3 ổ bánh mì à? Này à, riêng em xe với em luôn. Giỏi. Gì em tỉnh nào, tỉnh nào các em. Nhưng mà hôm nay á, mình sẽ dẫn một người đến đã phá sâu kỷ lục của Dương Duba luôn. Ok, vậy là 20 chén hả? Hả? Nào em sâu, sâu ở đây là sâu á, à, cũng dám chọc em kìa. Bữa nào em phải thăm ngàn cũng được. Nãy nó cũng chọc vậy đó. À, thì hôm nay thôi mình lấy nữa mình sẽ cho chủ quán bất ngờ, sẽ cho biết bao nhiêu số lượng là bao nhiêu. Còn bây giờ thì Dương ơi lại gần anh đi. Dương ơi lại gần anh nữa đi. Em muốn lại gần anh lắm nhưng mà. Giờ sao? Nhảy xuống được không? Được. À, nhảy xuống coi chừng rồi rắc. Ô nhanh vậy. Quán phá lấu bò Nga. Địa chỉ đây là số 243/37A nha cả nhà. Đường Tôn Đản, phường 15, quận 4, quận 4. Em cái này người ta gọi là phá lấu gì em? Phá lấu chiên á. Phá lấu chiên cả nhà. Đều biết. Còn bên đây là phá lấu mình nấu bình thường. Đều biết. Ở quán bên đây là đặc biệt cái phá lấu chiên mà nấu bình thường. Ủa em, phá lấu chiên với lại phá lấu bình thường nó khác nhau ở điểm nào ạ em? Cái có dầu. À nó có thêm dầu với giống như này, nước lèo quá đúng không em? Hả? Nó là dầu ăn. Nó là dầu hả? Ờ. À bên đây là nước phá lấu nè. Đúng rồi. Ok. Quán phá lấu này là của chị Nga là bán được bao nhiêu năm rồi em? Dạ 14 năm ạ. 14 năm. Và bán khung giờ nào em? Dạ từ 10 giờ sáng. 10 giờ sáng cho tới mấy giờ? Hết giờ này em dọn giờ đó. Nhưng mà chắc là tầm 6-7 giờ. 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi tối hay cả nhà. Chờ. Cái lịch Tết của mình bán như thế nào ta? Em bán hết ngày 28. Hay. Bán hết ngày 28 âm lịch và mùng 4 Tết bán lại nha cả nhà. Ok. Ngoài phá lấu chiên nè, rồi phá lấu ra. Wow, quảng cáo luôn. Đây, bé Hân làm một ly trà mãng cầu. Ly này 20k nha cả nhà. Ở đây là có cô đó là cô bán mấy loại trà trái cây nữa. Cái ly lớn là cái ly giống mọi người nãy. À, một ly nữa hả? Vãi chung này rồi. Thêm một ly nữa đi con. Đó thì nói chung mấy món này mình ăn kết hợp với lại phá lấu thì rất là ngon nha cả nhà. Đang sôi lên nhìn đã quá. Em giới thiệu cho anh trong đây là có những món gì được em? Có phèn nè, lá mía, thanh long. Cái này là bò tử nha anh. À, cái này tử. Là khế nè. Khế. À, nói chung là đủ các món phá lấu của bò đó. Mà phèo này thấy nó to ha. Cái này giống chà, cái này gọi là không, nó là phèo. Phèo nhưng nó có mỡ đó. Nè em nhìn nè. Mỡ không? Chàng là nó đặc luôn, còn này là phèo. Đó. Còn bên đây là phá lấu bình thường. À, một chén phá lấu bên mình là giá bao nhiêu em? Dạ, một chén ổ bánh mì là 35 anh. À, một chén ổ bánh mì. Còn nếu mà mình ăn mì phá lấu cũng 35 luôn. Cũng 35 luôn. Ok. Rồi là chế lên. Thì hôm nay bé Hân ơi, qua đây đi em, qua đây. Qua đây ní ơi. Hôm nay bé Hân muốn ăn bao nhiêu, bé Hân nói cho bé này để bé này làm. 7 7 7 7 chén với lại bao bánh mì. Nani? Omae wa mou shindeiru. Em ăn 8 chén. 8 bánh mì.
8 chén, 8 bánh mì. Bánh mì đây nó lạ lắm, vậy nó không giống wow. bình thường đâu nha. Nè. Ủa nha, em nhớ đặt bánh mì bự mà. Em bánh mì nào? Em nhớ đặt bánh mì bự đúng luôn rồi. Ủa nào giờ em bán có một size này thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em làm cho em 8 chén với 8 bánh mì nha. Mà em ăn phá lấu ví dụ như nửa này nửa kia hay là ăn... Cái nào cũng ăn được hả? Thôi bây giờ 6 cái này gọi là truyền thống nè. Với lại 2 cái chiên đi. Phá lấu thật sự là ăn là sẽ có nơi mềm, có nơi sẽ hơi dai một xíu. Nhưng mà nếu mà có dai một xíu mình ăn số lượng một chén thì nó cũng được. Chứ mà nếu mà dai như vậy mà ăn số lượng 8 chén thì căng lắm. Nên mình phải lấy cái loại nào nó mềm mềm. Đây, một ly nước. Đây, đây đưa anh mượn nè. Wow, một ly trà trái cây. Ly này là 20 ngàn hả cô? Hấp dẫn nha. Thường mình ăn phá lấu á, là mình uống cái này vào á, cái vị nó sẽ rất là hợp. Đây, em sẽ xem. Cho anh mượn thử coi một chén cái số lượng nó bao nhiêu này. Wow, nhiều nha. Nhưng mà đặc biệt mình thấy bên đây á, bên bé cắt miếng rất là to, em thấy không? Em có gì em sao ta? Em làm đúng cái số lượng thôi nha, không nhiều cũng không ít nha. Tại vì bạn này thử thách đó nên kiểu như em làm mà nhiều là ăn ứ thật đấy. Chất lượng quá. Nói chung là khi mà quay như vậy á thì em cứ làm đúng như vậy á, để người xem đến ăn là người ta sẽ ăn y chang luôn. Đã quá ha. Đây, bé Hân. Đây, đây là, để anh đoán nha, đây có phải là tổ ong không? Dạ đúng rồi. Cả nhà nhìn nè, nó có mấy cái lỗ nhìn rất là giống cái kết cấu ở trong cái tổ ong luôn. Nè mấy cái lỗ này nè. Đối dương đây là cái gì? Không biết rồi. Dương ít ăn lòng. Cái gì? Lá xanh lá xanh. Không phải. Cái này là khế đúng không em? Dạ đúng rồi. Cái này là khế. Lá sắt á, lá sách là khăn lông á, là cái này nè. Khăn lông. Khăn lông. Mình rất thích ăn cái này nha. Nhưng mà cái này ăn số lượng nhiều nó cũng sẽ bị ngán. Em cái này là phổi đúng không anh? Không em. Lá mía. Lá mía. Lá mía. Phổi ăn nó dở lắm. Lá mía ăn béo ngon hơn nhiều. Cái này mà gặp bỏ sữa lọc là bỏ sữa lọc sẽ hỏi gì biết không? Em có thể nhắm mắt cắt không? Phải chờ tới 2 phút nữa. Thì anh bắt chị nhắm mắt cắt sao chị cắt được. Mấy chén rồi em? 4 chén, 6 chén rồi. Rồi 6 chén, vậy là thêm 2 chén phá lấu chiên nữa nha. Chiên này rất là ngon mắt. Ăn một xíu thì nó rất ngon đi. Bây giờ mình đến là cũng ngay lúc mà quán vừa mới mở cửa. Cho nên là bạn làm luôn cho mình. Chứ mà những cái giấc mà chiều tối em ha, giấc đó là sẽ đông nhất. Cái này là gì biết không? Sắp sắp á. Sắp sắp đúng rồi, em nhắc. Ừ đó. Nhưng mà anh đối chung cái này làm từ cái gì con bò? Làm mía. Làm từ phổi bò. Phổi. Hồi nãy em đáng bên đây cái này là phổi, còn cái này em lại đáng là lá mía, mà nó ngược lại nha. A few minutes later. Rồi, cả nhà ơi, thì bây giờ bé Hân sẽ bé Hân bữa giờ phá cái lục mấy người đó. Chắc là bé Hân sẽ phá hết các anh em trong team luôn quá. Hôm nay bé Hân sẽ ăn 8 chén phá lấu và 8 bánh mì nha. Nhưng mà theo anh thấy cái này nó sẽ căng hơn 10 bánh mì thịt đó em. Dạ đúng rồi. Tại vì nó nhiều ở cái phần chén phá lấu. Cái em topping nó quá trời luôn. Đó. Thì thôi cái này em cứ ăn đi rồi nước á, em muốn húp thì em húp, còn nếu không không thì anh không ép em húp nước. Dạ. Ha. Rồi bây giờ bé Hân sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cái này em tính ăn sao? Để cho em ăn bình thường giống mọi người ăn chấm chấm đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Rồi, vậy thì chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Vẫn như mọi khi nếu bé Hân ăn hết thì mình sẽ thưởng bé Hân 1 triệu nha.
Đúng không? Ủa, hôm nay em không quay clip hả? Dạ không. Anh nghĩ là em nên quay luôn đi cho nó có nội dung để đăng. Ủa, trúng nhau rồi. Anh biết tại sao không quay không? Sao? Mày quay lại anh không? Không mà em thấy á, ví dụ nha, em cứ quay quán này đi, rồi ví dụ em khoảng nửa năm hoặc là một năm sau em quay lại tiếp cũng được nè. Chứ Sài Gòn á thì cả nhà coi clip á thì sẽ yêu cầu gọi là muốn anh em mình quay những quán ăn ngon và chất lượng, nhưng mà để nói mà kiếm cả ngàn hai ngàn quán ngon và chất lượng như vậy thì thật sự là càng về sau rất là khó. Thời gian đầu thì mình kiếm dễ ha, mà mình đi quay riết rồi nó cũng hết quán cả nhà. Đó thì sẽ có những cái quán mới, những quán mà đóng cửa, cũng có những quán là mới mở. Thì anh em mình có thể sẽ quay lại những quán đã từng quay. Nhưng mà sẵn đây cũng giới thiệu cả nhà nha, dạo này là Funny Hùng hay làm video công chiếu á. Cho cả nhà coi nè, có 57 người đang xem. Em có gì em bấm lấy nét đó vô. Cả nhà xem hết quảng cáo để Funny Hùng có kinh phí nha, ra video công chiếu. Thì mình nói sơ qua nha, cái chế độ này giống như là cả nhà sẽ coi clip cùng với mình, mình sẽ cùng coi với cả nhà và mình sẽ tương tác với cả nhà đó. Ví dụ như cả nhà coi clip không thấy ngay cái đoạn nào đó, ví dụ như đoạn đó cô chủ thêm đồ ăn, cả nhà có thể nói ôi khúc đó cô chủ lấy nhiều hơn mọi khi nha. Đó thì Funny Hùng sẽ trả lời với các bạn luôn để cho cái clip á được nhiều cái tương tác, cũng như là khi mà cả nhà xem á thì mong cả nhà hãy like và chia sẻ cái clip luôn, thì nó sẽ gọi là YouTube sẽ đề xuất cái clip của mình để nhiều người xem được hơn. Để mình tắt cái nhạc đi. Ok. Còn 2 phút nữa là sẽ công chiếu video ha, mình để ở đây. Ok. Trong khi đó thì cà lóc ngon lắm rồi, mềm lắm, mềm đúng không? Vậy là yên tâm rồi, em đang hết 1.5 rồi Hân à. Hay đấy, nhưng mà em ăn phá lấu chiên bao giờ chưa? Dạ chưa. Lạ ha, phá lấu chiên đó nhỉ. Em biết sao nè, em không quay clip không? Không. Tại vì em ăn buổi sáng em ăn yếu lắm, tới chiều á thì bao tử mới bắt đầu hoạt động nhiều mới ăn được. Ôi chứ trời. Sáng em còn chưa tỉnh ngủ nữa mọi người. À, nói vậy thì anh đang hơi lo sợ đấy. Lo sợ em sẽ không phá được kỷ lục của Zoom Dubai. Rồi hết. Ôi hồi nãy mình nói là bé Hân có thể ăn không ăn nước, nhưng bé Hân đã ăn hết nước rồi cả nhà. Tại vì hồi nãy em chọc kỹ á. Cái này em đụng vỗ kiến lửa. Cái này là kiến càng, không phải kiến lửa bình thường đâu. Còn 50 giây nữa để mình vào mình bình luận chào cả nhà. Để em vô coi giùm anh luôn. Hay đấy, vào thả tim đi. Em không thả tim em like được không? Đó. Cả nhà. Em lấy né cái vườn. Sau này có em bơi bằng máy vậy vườn. Chắc clip của anh clip phát luôn cho nên nó sẽ nhanh hơn người ta mấy giây á. Đó thì sau khi hết đó là nó sẽ vô video nè. Đó thì khi này nè, cả nhà có thể bình luận cùng với Funny Hùng. Đó mình mới chào cả nhà nè. Nhưng mà ít người nói chuyện quá. Thì cũng mong cả nhà lần mấy lần sau sau khi clip này lên á, cả nhà thấy được những cái video công chiếu này
thì mình sẽ đăng vào 11 giờ rưỡi mỗi ngày á, thì mong thì ở nhà vào trò chuyện với Fanny Hùng nha. Có như thắc mắc câu hỏi gì đó mình có thể hỏi mình luôn, mình sẽ trả lời luôn. Ví dụ như năm sinh nè, rồi Fanny Hùng có gia đình chưa, rồi hỏi về các thành viên trong nhóm, anh em mình sẽ trả lời ha. Clip này Thánh Tròn ăn gà với anh Huy. Để đây coi có ai bình luận không. 2, 4. Mới một chén thôi ha. Có vẻ phá lấu khó ăn em ha. Dạ. Cái lấu đây hình như là nấu bằng nước cốt dừa. Béo. Béo. Mà em không ăn, không biết ăn cái này là gì mà ngon. Ủa, dạ, không biết luôn. Đó là mía. Món đó anh rất thích luôn á. Bình luận hả? Dương bình luận hả? Mời. Mời gần nè. Hết 2 chén rồi. Có anh Trung đi đâu rồi, tiêu anh luôn. Chắc đang đi găng. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. 2 chén. Thôi công nhận quên đưa cho mì vừa nhắc luôn á. Gì? 2 chén rồi kìa em. 2 chén và 3 ổ bánh mì rồi. Vậy thì mình thấy có vẻ như là bánh mì sẽ hết trước. Đây lắm bánh tôi ơi. Nên mình sẽ gọi thêm làm bánh mì. Làm 8 chén, làm 2 chén nữa em. Rồi nào. Chung vô coi clip em. Vô coi clip. Anh đang công chiếu. À công chiếu hả? Ừ, vô anh em mình trò chuyện trên đây. Ghê. Tiền tiền vô nó nhảy lên rồi. Anh đang trên Fanny Hùng Vlog không ngon? Fanny Hùng Vlog. Quay lại bé Hân nào. Mình thấy á, bé Hân, để ý thấy cách ăn của bé Hân là cũng không có chiến thuật nào đâu cả nhà. Bé Hân sẽ ăn kiểu như từ trái qua phải, thấy không? như anh á, anh có thể anh sẽ ăn mấy hai chén đó rồi anh qua cái chén này. Ờ, bé Hân là cứ ăn từ trái qua phải. Em mở clip chưa? Rồi. Comment đi. Ba mua chung chào cả nhà đây kia. Thánh Tròn đâu rồi? Thánh Tròn không vô bọc comment gì hết. Ai coi chừng cái khung hình nó bị lệch nha. Đâu có, em đang coi nè. Coi cả hai. Wow. Theo như anh biết á, bé Hân ăn nhiều từ lúc đại học đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà cái hồi mà em học cấp 2, cấp 3 á, em có ăn nhiều không? Có. Ồ, vậy là cái này là giống như là khả năng đặc biệt của mỗi người rồi. Cấp 2, cấp 3 em ăn nhiều hơn. Nếu em mập lắm. Hôm nay là học em ăn ít lại á. Tại vì em giảm cân. Nhưng mà ít nhưng mà vẫn là nhiều, có nhiều người. Không, em để ý ngộ nha. Khi mà mình đi kiếm giảm cân, mà giảm cân ví dụ như mình đang 80-90kg đi ha. Có anh Kiên không? Nó đẹp. Nó sững rồi. Nó sững rồi. Sao kiểu như mà mình 80-90kg nha. Mình bị giảm được khoảng 60-mấy kg rồi nha. Bắt đầu mình chứng cân luôn, nó sẽ ở đó luôn. Mình mà vừa tập luyện, mà vừa ăn bình thường, mình biết cách kèm là nó giảm ký nó hoài luôn. Phải không? Giống như em lúc trước 90-mấy kg đó, em ăn em đi tập, sau cái giờ này em lười, em bỏ mà không tập luôn mới lên ký lại. Chứ còn kiểu như đi ăn mỗi ngày thì mình tập cái nó cứ ở đó hoài. Nhưng mà đặc biệt là những người mà đang
trọng lượng. Dù như 90kg đi mà giảm xuống còn 60kg là sẽ ăn rất khỏe. Anh đang nói em đấy. Ghê anh, em sẽ về 58kg anh coi. Ghê. Em sẽ về 58kg em sẽ quay đánh đánh hạt cân 58kg. Lúc đó là em không đi ăn nữa, em đánh đánh giải luôn rồi. Em bây giờ chỉ cần em 85kg là ok. Em cần chỉ hơn hơn cái chiều cao của em 10kg là được. Ờ. Em tính ra bây giờ cái số ký của anh nó ngang với chiều cao của anh luôn á. Mà anh thấy anh nằm mập quá. Đúng rồi, có nghĩa là chiều cao của em là nó vừa tương xứng luôn. Tương xứng với số ký đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ là có thể là tầm 75kg nha, nó tăng cơ giảm mỡ được. 75kg ok. 70-75. Ồ, đó là body siêu mẫu á. Body bình thường. Ê. Để. Em gặp anh điểm vị rồi. Một ngày nào đó mình ủa? Sẽ có body bình thường. Em chưa bình luận hả? Đây. Mày đang mua mịt luôn mà, cho con đóng lưng, tới lưng dưa này. Ủa? Mày hả? Sao anh không thấy ta? Đây. Để anh phát ra. Ai trời ơi, quá trời người luôn nè. Dạ. Chỗ này chắc chết là không được rồi. Ôi trời ơi, anh để chế độ ngang, anh không thấy. Nhanh như bình luận em ơi. Vô, nó mua mịt lên. Hello Á này chứ. Tới khi anh em á, mà tới ra chữ S đó em bấm nha. Nè đó thì khi mà cả nhà vào á là giống như mình đang chat với nhau luôn á nè. Chung với Dương Đu Ba mới bình luận nè, Bamboo Chung nè, cô Nam Lương nè, đó thì Funny Hùng sẽ trả lời mọi người. Đây cũng là cách để mọi người tương tác với Funny Hùng á. Bốn rồi, nãy giờ bao nhiêu phút ta? Chắc anh nghĩ là tầm 7 phút á, 7-8 phút gì đó. Chắc cậu đó. Ừ. Hai con gà đó đúng căng dài. Lại đang quốc clip nữa quá. Chảo nó nhanh lắm. Chảo hồi này. Đâu giống mấy thằng muốn bỏ anh ơi. Xin sớm rồi. Rồi. Xin sớm rồi. Ok. Anh sớm anh em ơi. Ok, mình ngồi chỗ được rồi, mình không chạy lung tung được. Phải thiệt chứ. Anh biết là biết. Em biết là nói tiếp tục luôn. Ừ. Thì đó người ta mới nói mà. Đúng là thấy cơ. Quả không sai. Ừ. Ông bà ta dạy thì nghe đi. Quá hay rồi. Bây giờ nếu mà cho em ăn lại hai tô bún sứa, em ăn nổi không? Cho em ăn nổi không? Mà không dám chơi nữa. À. Quá trời no rồi. Bữa nó no dữ. Bữa là cành luôn luôn. Giới hạn luôn á. Đạt tới giới hạn. Trời xe luôn á. Bữa đó là kiểu SOS. Bữa đó cũng còn tí xíu nước á nhưng mà không bút nổi luôn, không vô nổi. Bữa đó em có con. Ủa? Vậy chị Mến vẫn cho hắn hả? Nói chung là chỉ... Cũng còn có xíu hả? Còn có xíu à. Nhưng mà anh đổ ra chừng chén à. Không chén có này. Chén nữa, không có chén nữa. À, ok. Nói chung chị Mến cũng nhiệt tình lắm. Em coi tới cái khúc ngỡ tôi gần hết lại bây giờ xuất hiện thêm một chiến thần thôi. Ờ lúc live stream chị Mến live stream anh là em có coi mà. Lúc vô live stream em coi mình ẩn cái gì. Không rồi. Không còn rồi sao cái đó. Gần hết nó mới lũ quỷ xe lẹ dở quỷ xe lẹ cái này tôi chắc chắn là hết. Cái clip đó nếu mà cả nhà tìm ở trên top top á thì mình tìm là cái gì à? Bé á. Ờ, bé Hân ăn uống sữa là nó sẽ ra cái clip đó. Quá hay. Đây có người ta quay lại cái live stream. Ừ. Ngon quá. Chỉ có hai người thôi nha. Nói chung là vẫn còn người ăn đó nhưng mà những người đó chưa xuất hiện thôi. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại là chỉ có hai người, bé Mai và bé Hân ăn hết hai tô uống sữa. Biết đâu năm sau sẽ có thêm một người nữa.
Dương đôi ba nè. Mình chết. Mình chết. Anh nghe nói em giảm cân xuống 80kg để em ăn được hai tô bún sứa hả? Mà giống như Dương hiểu được cái định luật này rồi hay sao á, nghĩa là Dương mà giảm cân là Dương sẽ ăn được nhiều hơn á. Đúng rồi. Ơi, em hiểu được cái định luật đó. Không, ngày xưa em 58kg mà ăn dữ lắm nha. Em càng ốm thì em càng ốm nhưng mà càng dữ. Anh thấy ngày xưa lúc mới vô em chưa tập gì hết, vô luyện gì luôn. Không, anh thấy bây giờ em ăn mới khỏe hơn ngày xưa. Giống như ngày xưa lúc mà em ăn tô phở thuyền á, em nhớ không? Em ăn thì nhanh đó, nhưng mà cái độ chứa em không bằng anh cái phở thuyền á. Nhưng mà tới bây giờ anh mới thấy em chứa nhiều nè. Giờ là chứa bia nhiều quá. Trời ơi, sao bây giờ thấy mỏi hàm chưa mấy không? Nhưng mà không nè, ngày xưa muốn bia là em chịu lâu, lâu xịn lắm. Ờ, để anh lấy khăn giấy. Lâu xịn là bao lâu? Ừ. Cô có khăn giấy không cô? À, khăn lạnh đúng không? Wow. Dạ dạ. Ồ, có nhiều người bình luận quá kìa. Ồ, 600 người xem luôn. 632 người xem. Yeah. 533 chứ. Hello, em thấy không, kênh anh kênh phù quá nha. Mà cái này giống như livestream vậy mà 600 người xem là nhiều lắm á. Giờ em vô em hello 500 anh em á. Anh có bị chữ không ạ? Chở gì? Anh, em hello 500 anh em có bị chữ không ạ? Đâu có gì đâu chửi. Em chào mọi người thôi mà. Hello 500 mọi người có đúng không? Cái gì mà anh Huy cố lên nữa. À, anh Huy vừa. Phải anh không? Không phải, chỉ là bạn fan đó. Trời ơi. Có khi nào lên 700 không? Mày đoạn gì? Đây rồi, mình đoạn nè. Thôi, nè nè. Gì? 664 người xem. Đây là con số mà kỷ lục của mình đó. Wow. Có khả năng là chắc là giờ này các khán giả họ về Tết rồi. Họ đang ở nhà để chuẩn bị sắm Tết. Có thời gian để xem mình live stream. Những cái ngày Tết nhiều khi người ta được nghỉ, ta ở nhà. Người ta đánh người ta là câu. Đó tuyệt vời. Tính ra tình dịch view là ổn đúng không anh? View là ổn á. Tại nhà thì coi nhiều. Nhưng mà mình vẫn không quên tập trung vào bé Hân. Thấy thử thách này có vẻ căng hơn như thách trước Hân từng ăn. Cho anh mượn một cái xiên nha. Chắc mình xin phép mình thử một miếng phá lấu chiên nha cả nhà. Mình sẽ ăn máu mà nếu thách luôn. Mời cả nhà nha. Hơi nhừng giòn nhưng mà nó không có vị, không có vị, đúng rồi. Thế là mình phải chấm miếng ngựa mới được. Anh quên bé Hân ăn món này đúng không? Anh ăn thì ăn đó. Thử miếng nữa mình chấm. Ủa sao hồi nãy em có mình rồi mà sao nó mất tiêu rồi ta? Chấm ngon. Chấm ngon nha. Hồi nãy có mấy cái comment đầu tiên đó, sao nó mất tiêu rồi hả? Nè. Nè. Mấy đầu tiên á. Đó mà. Ủa sao kìa. Đợi em coi coi. Rồi 700 rồi, 700 người xem mà. Ủa 713 rồi. 723 rồi. Anh chỉ cho anh nè. Cái này là em vào phòng bình luận rồi. À. Em phải kéo qua. À. Okay. Cố lên mấy hơn. Tự nhiên clip nhiều người coi á, mình cũng có động lực ra. Clip này bác hơn phá cái lục của thanh niên camera này nữa, anh càng vui hơn. Ấy, cười kiểu gì vậy? Cười kiểu kiểu bình thường á. Cười kiểu nhếch môi hả? Cười kiểu nè. Rồi. Bé Hân mà em còn dám bày nữa thì là hại. Em giống như là gì biết không? Em giống như là một con một cái gì đó mà
vào trong ổ kiến á, lại phải nói em chỉ có chết thôi. Bốn chị kiến hả? Thì ghê hả? Trời ơi, đi tính tiền quá không luôn. Hay đấy. Cho anh đấy. Dương ví bé hơn như là ổ kiến lửa, nhưng Dương lại ví Dương là thuốc diệt kiến. Hay đấy em à. Ghê ghê anh. À. Mua năm lương không anh quá trời kìa. À. Còn ngon quá. 715 rồi. Ấy chết rồi, anh lỡ bình luận. Hay đấy bamboo chun. Sorry nha. Chữ G nó nằm kế bên chữ giống Huyền á, chữ F á. Cả nhà nếu mà có coi clip mà dạng video công chiếu á, ở đây nó có một trái tim nè cả nhà. Chung thả đi, em thả đi. Đó, thấy mấy trái tim bay không? Bamboo chung đang bấm á. Nè, mình bấm vô đây ha. Nè, nó có mấy cái biểu tượng này, mình bấm nó thả nè. Nó bấm vô nó sẽ thả. Thả tim lên. Đó, bamboo chung đang thả ha ha. Chị ghé luôn. Được 731 rồi. Không biết được 800 không? Được 1000 luôn chứ anh. Mình phải từ từ đó. Im, nào. Được 1000 đi, ăn thêm 2 chén nữa. Rồi, vậy là phải ăn trước khi mà lên được 1000. Không, cái này cái clip nó có hai mấy phút à. Hết hai mấy phút là coi như xong, chứ không phải như mình livestream mình kêu gọi lên từ từ. Trời ơi, tính ra là cái video Khánh gầy ăn hai mấy phút á, à bé Hân cũng ăn hai mấy phút luôn, không tới nữa. Tới giờ hay sao rồi? Dạ thấy mỏi miệng. Cái này nói chung no thì không no ha. No anh. À tại bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Cái này mà mổ cái ổ bánh mì nhét này vô là nó cũng giống như ổ bánh mì thịt hả? Nhưng mà cái này nó chất lượng hơn. Ổ bánh mì phá lẩu á, 35.000. Dương ơi, kỷ lục của em đã bị phá rồi. Phải chấp nhận thôi. Xe dễ anh Dương đi bà. Phải chấp nhận thôi Dương ơi. Đó là sự thật của anh ạ. Và xong. Sạch sẽ luôn. Cô ơi, ăn hết rồi cô. Nào giờ có thấy ai ăn 8 ổ bánh mì và 8 chén phá lẩu không? Cái nhà ơi, cô đang đứng cười luôn rồi. Không tin vào mắt mình. Quá hay. Em có nhận xét gì về quán phá lẩu Nga không? Chắc là ngon thứ hai sau một chỗ em ăn nguyên 1 năm. Nhưng mà cái chỗ này là phá lẩu rất là mềm mọi người. Ok. Dạ, cái này thì nó vừa thôi, nó cũng không có quá mặn mà cũng không quá lạ. Nó đậm đà hơn xíu nữa thì ngon. Đó. Ok ha. Phá lấu 1 năm anh nghĩ chắc là bên phá lấu người Hoa hả? Dạ đúng rồi. Người Hoa thì thôi khỏi nói rồi cả nhà. Chất lượng đồ người Hoa làm thì cái này mình phải công nhận là sẽ có một cái hương vị riêng biệt so với người Việt Nam. Dạ. Ngon hơn luôn á nha. Cho nên thường những món ăn Hoa giá sẽ cao hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thì thôi, bé Hân đã phá kỷ lục rồi.
Mình phải nhắc lại cái đó nhiều lần. Cho nên là anh sẽ thưởng cho em nha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, đây mình sẽ thưởng cho anh nha. À, quên. Chung bắt đầu cũng vui tính rồi đó. Ok, thì thôi bây giờ clip này anh em mình cũng xin được kết thúc ở đây ha. Rồi, cũng cảm ơn cả nhà đã xem clip ủng hộ. Và hôm nay thì mình giới thiệu cái video công chiếu này nè. Nó cũng thấy cái lượt xem tăng 750 mấy luôn. Phải nói là một con số mà mình chưa bao giờ đạt được. Mình rất là vui ha. Thì cũng mong cả nhà tiếp tục ủng hộ anh em mình để các anh em mình có thêm kinh phí cũng như là các bạn ăn á, có thêm động lực để mà các bạn vừa ăn và vừa tập thể dục để mà gửi đến cho cả nhà những clip chất lượng nhất nha. Còn bây giờ thì anh em mình có các fanpage trên Facebook, nếu như mọi người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ ở phần mô tả và mọi người hãy đăng ký kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc, kênh Hân Nghiêm. Đừng quên TikTok của mình là Dương Dubai nữa nha cả nhà. Đừng quên TikTok của mình là Funny Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và tớ là Hân nè, Cú Béo 103, và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới, nếu như các bạn ở bất cứ thời tiết nào thì hãy để lại bình luận dưới comment, mình xem và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.